Chào anh chị và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay tiếp tục mở hộp và giới thiệu cho anh chị và các bạn xem một cái bóp ga đơn Hayasa có model là HE8100, sử dụng bình ga lớn 12kg. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem mẫu mã nó như thế nào. Đấy, đầu tiên thì cho anh chị xem sơ qua về cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng và cái phiếu bảo hành. Đây là sản phẩm chính hãng và được bảo hành trên toàn quốc là 24 tháng, nghĩa là 2 năm nhé các bạn. Tiếp theo thì cho anh chị và các bạn xem sơ qua về mẫu mã và hô vang của cái bóp Hayasa có model là 8100. Đấy, mẫu mã nhìn cực kỳ đẹp luôn các bạn. Bóp này sản xuất năm 2022 luôn, nghĩa là mới sản xuất thôi các bạn. Phía sau của nó, ống thì đỡ gắn và quay dây, sử dụng bình 12kg đấy các bạn. Thay vì các bạn mua bóp ga đôi thì nhà chật, anh chị và các bạn có thể mua cái bóp ga đơn này và sử dụng cũng được. Bởi vì nhà chật thì sử dụng cái bóp ga đơn thì nó tiện hơn. Mâm thì mâm đồng nhé các bạn. Đấy, mâm đồng. Điếu thì inox. Đấy, mâm đồng này. Điếu thì inox này. Mạch kính thì cường lực này, chịu nhiệt tốt. Hàng chính hãng, nhìn mẫu mã cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, khi sử dụng mà. Còn cái hệ thống đánh lửa thì tự động manitone nhé các bạn, cho nên là không có sợ lo hết pin. Đây là phía sau. Mâm đồng, điếu inox. Dán tem màu đầy đủ nhé các bạn. Đấy, mình sẽ bật cho các bạn xem cái hệ thống đánh lửa này. Đấy. Hệ thống đánh lửa thì tự động Manetto, cho nên là không có lo hết pin, bất tiện. Rồi anh chị và các bạn nào muốn mua cái sản ph�m này thì mình có để cái link Shopee, Lazada ở phía dưới mô tả và bình luận. Anh chị và các bạn click vào đó tham khảo giá và mua. Nếu anh chị và các bạn nào không biết mua ở trên đấy thì mình có để cái số Zalo chỗ này này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like đăng ký nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video và clip tiếp theo. Bye bye.